trái ngược hoàn toàn với cảnh ế ẩm, thỉnh thoảng mới có khách ghé qua của những cửa hàng bánh trung thu nhiều thương hiệu lớn được bày bán trên địa bàn Hà Nội. Vào những ngày gần trung thu, những cửa hàng bánh cổ truyền lại rất đông khách. Hôm nay mình đã có mặt tại cửa hàng Bảo Phương trên phố Thụy Khê, định mua một vài cặp bánh trung thu về làm quà. Nhưng nhìn thấy cảnh xếp hàng rất là đông này, mình rất là ngại khi chúng ta xếp hàng khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ nhưng chưa chắc chúng ta đã mua được bánh. Theo mình tìm hiểu, đây là một cái cửa hàng phục vụ khách hàng quanh năm, nhưng do nhu cầu tăng cao cái dịp rằm tháng 8 này lên, khách hàng đến rất là đông và để mua được cái sản phẩm thì phải xếp hàng rất là vất vả. Cửa hàng liên tục treo cái tấm biển hết bánh do số lượng bánh sản xuất ra không đủ phục vụ khách hàng, nhưng số lượng khách hàng lại xếp hàng vẫn rất là đông. Cái chú bảo vệ rất vất vả mới có thể điều tiết được cái giao thông tại cái khu vực này, cộng với lại sắp xếp người mua hàng. Trên cái phố này sẽ còn nhiều cái cửa hàng bánh cổ truyền nữa, cho nên lượng khách đến đây rất đông.